nên mình tắt cái truyền thông của năm cái biên tầng. Thì trong cái phần truyền thông này thì mình sẽ có gồm có truyền thông cài đặt tần số cũng như là phản hồi tần số, dòng điện và điện áp và trạng thái rinnh của từng cái biên tầng ha. Giờ mình sẽ start. Dòng là 1,1 A và điện áp là 150. Tủ điều khiển 5 quạt ha.